Giá tiêu hôm nay ngày 3 tháng 6 chứng lại sau nhiều ngày liên tiếp biến động mạnh. Các địa phương hiện giao dịch ổn định trong khoảng 66.000-71.000 đồng trên kg. Theo trang tin tài nguyên, com, giá tiêu hôm nay đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, mức giá thấp nhất là 66.000 đồng trên kg có mặt tại tỉnh Đồng Nai. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 67.000 đồng trên kg. Hai tỉnh Đắk Lắc và Đắk Nông duy trì thu mua hồ tiêu trung mức 69.000 đồng trên kg. Tương tự, hai tỉnh Bình Phước và Bà Rịa Vũng Tàu lần lượt giao dịch ổn định tại mốc 70.000 đồng trên kg và 71.000 đồng trên kg. Ông Asakbehir, một nông dân trồng tiêu đen từ làng Dasmanterpil thuộc thị xã Koraput, Osir, Ấn Độ, cho biết trong thời kỳ thu hoạch hồ tiêu cao điểm, chính quyền bang đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm và phong tỏa vào cuối tuần. Do đó, ông cũng như những người dân khác đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển và cung cấp hạt tiêu đen cho các thị trường chính như Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Delhi và một số bang khác. Sau khi bị thiệt hại lớn vào năm ngoái, những người nông dân tại đây đang kỳ vọng việc sản xuất và kinh doanh hồ tiêu sẽ phục hồi trong mùa vụ này, theo đào to ớt. Thông thường, hạt tiêu đen tại bang Odisha được thu hoạch vào tháng 3-4 với giá khoảng 500 rupee trên kg. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 thứ hai đang ảnh hưởng đến giá cả và sản lượng hồ tiêu trong thời điểm này. Giá cà phê hôm nay ngày 3 tháng 6 tăng 200 đồng trên kg tại hầu hết địa phương. Theo ghi nhận, mức giá cao nhất hiện là 36.100 đồng trên kg. Cập nhật giá cà phê trong nước. Theo trang tin tài nguyên, com, giá cà phê hôm nay duy trì xu hướng đi lên. Cùng tăng 200 đồng trên kg gồm có các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất là 36.100 đồng trên kg và Lâm Đồng chứng kiến mức thấp nhất là 33.700 đồng trên kg. Các địa phương còn lại ghi nhận khoảng 34.500, 34.900 đồng trên kg. So với hôm qua, tỉnh Con Tum điều chỉnh giá thu mua tăng nhẹ 100 đồng trên kg, hiện giao dịch tại mức 34.400 đồng trên kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng. Theo đó, Giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7 năm 2021 được ghi nhận tại mức 1.612 USD trên tấn sau khi tăng 1,32%, tương đương 21 USD so với hôm qua. Giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2021 tại New York đạt mức 164,15 USD trên bao, tăng 1,92%, tương đương 3,10 USD. Tại thời điểm khảo sát vào lúc 7 giờ giờ Việt Nam, theo báo cáo từ cục xuất nhập khẩu bộ Công thương, trên sàn giao dịch London ngày 28 tháng 5 năm 2021, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng, tháng 7 năm 2021, tháng 9 năm 2021 và tháng 11 năm 2021 cùng tăng 3,3% so với ngày 29 tháng 4 năm 2021, lên mức 1.517 USD trên tấn, 1.538 USD trên tấn và 1.555 USD trên tấn. Trên sàn giao dịch New York, ngày 28 tháng 5 năm 2021, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7 năm 2021 và tháng 9 năm 2021 tăng lần lượt 7,7% và 7,9% so với ngày 29 tháng 4 năm 2021, lên mức 155,35 US cent trên LB và 157,3 US cent trên LB. Kỳ hạn giao tháng 12 năm 2021 tăng 8,3% so với ngày 29 tháng 4 năm 2021, lên mức 160,1 US cent trên LB trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28 tháng 5 năm 2021, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7 năm 2021

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.593 USD trên tấn, chênh lệch cộng 55 USD trên tấn, tăng 70 USD trên tấn tương đương mức tăng 4,6% so với ngày 29 tháng 4 năm 2021. So với ngày 29 tháng 4 năm 2021,